người chiến thắng? Ai là người chiến thắng? Chiến thắng. Phải bắt lấy su su mới được. Su đâu rồi nhờ? Su đâu ấy nhờ? Su đâu rồi? Mẹ vừa thấy su su. Cô đang đi chợ cá. Chú uống sữa chua ngon quá. Ai mua cho con? Ai mua? Không kịp. Ai mua các? Bán thịt. Điêu, cũng chưa mua bao giờ. Bác cũng đi mua siêu thị. Chị nói đi. Cả bố. Liêm sang mẹ sẽ mẹ có cười không nữa. Bịt mồm. Thôi đau bụng bố.